Năm nay có 54 đội ghe ngò đăng ký tham gia đến từ các tỉnh thành lân cận, gồm 9 đội nữ và 45 đội nam. Đối với đội ghe ngò nam, giải nhất có giá trị tiền thưởng 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng và giải tư 80 triệu đồng. Đối với ghe ngò nữ, giải nhất tiền thưởng 150 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 80 triệu đồng và giải tư 50 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá kích cầu du lịch, tạo không gian văn hóa để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước. Vòng chung kết trao giải sẽ diễn ra vào chiều ngày mai, mùng 8 tháng 11.